Tỷ sử cửa. Bài 4 tương với phần tiếp theo của bài 16 quyển 2. Đầu tiên là từ buổi tối. Wǎn shǎng. Wǎn. Wǎn. Shǎng. Shǎng. Wǎn shǎng. Wǎn shǎng. Buổi tối hôm nay, nguyên văn là hôm nay buổi tối. Jīn tiān wǎn shǎng. Jīn tiān wǎn shǎng. Buổi tối hôm nay ăn cái gì nhỉ? Jīn tiān wǎn shǎng chī shěme ne? Jīn tiān wǎn shǎng chī shěme ne? Buổi tối ngày mai. Mình thiên wǎn shǎng. Mình thiên wǎn shǎng. Buổi tối ngày mai cùng đi đi. Mình thiên wǎn shǎng yì qǐ qù bǎ. Buổi tối cùng đi uống cà phê đi. Wǎn shǎng yì qǐ qù hē cà phê bǎ. Buổi tối bạn hay làm cái gì? Wǎn shǎng nǐ chǎng zuò shěme? Wǎn shǎng nǐ chǎng zuò shěme? Ôn tập. Hãy nghe và nhắc lại. Phù xí. Phù. Phù. Xí. Xí. Phù xí. Phù xí. Cần ôn tập. Yào phù xí. Yào phù xí. Buổi tối cần ôn tập. Wǎn shǎng yào phù xí. Wǎn shǎng yào phù xí. Bài khóa, âm Hán Việt là khóa văn. Khờ vấn. Khờ. Khờ. Vấn. Vấn. Khờ vấn. Khờ vấn. Bài khóa của hôm nay. Jīn tiān de kè wěn. Bài khóa hôm nay không dễ. Jīn tiān de kè wěn bù rōng yǐ. Jīn tiān de kè wěn bù rōng yǐ. Ôn tập bài khóa. Phù xí kè wěn. Phù xí kè wěn. Buổi tối cần ôn tập bài khóa. Wǎn shǎng yào fù xí kè wěn. Wǎn shǎng yào fù xí kè wěn. Buổi tối bạn hay làm gì? Wǎn shǎng nǐ chǎng zuò shěme? Ôn tập bài khóa. Phù xí kè wěn. Phù xí kè wěn. Học trước, âm Hán Việt là dự tập. Yù xí. Yù. Yù. Xí. Xí. Yù xí. Yù xí. Bài khóa mới. Xin khờ vấn. Học trước bài khóa mới. Yù xí xin khờ vấn. Yù xí xin khờ vấn. Từ mới, hãy nghe và nhắc lại. Sân chữ. Sân. Sân. Chữ. Chữ.
Sân chữ. Sân chữ. Học trước từ mới. Yu xí sân chữ. Yu xí sân chữ. Ôn tập bài khóa. Học trước từ mới. Phụ xí khở vấn. Yu xí sân chữ. Phụ xí khở vấn. Yu xí sân chữ. Buổi tối bạn hay làm gì? Wǎn shàng nǐ chǎng zuò shěnme? Ôn tập bài khóa, học trước từ mới. Fù xí kè wěn, yù xí shēng cí. Hoặc là, âm Hán Việt là hoặc giả. Huò zhě. Huò. Huò. Trở. Trở. Hoặc trở. Hoặc trở. Ăn bánh bao hoặc sủi cảo đi. Chứ bao giờ hoặc trở cháo giờ bà. Chứ bao giờ hoặc trở cháo giờ bà. Hôm nay hoặc mai đi. Jīn tiān huò zhě míng tiān bǎ. Jīn tiān huò zhě míng tiān bǎ. Tối hôm nay hoặc tối ngày mai. Jīn tiān wǎn shàng huò zhě míng tiān wǎn shàng. Jīn tiān wǎn shàng huò zhě míng tiān wǎn shàng. Luyện tập, hãy nghe và nhắc lại. Liên xí. Liên. Liên. Xí. Xí. Liên xí. Liên xí. Cần luyện tập. Cần phải luyện tập. Yào liên xí. Yào liên xí. Luyện tập đi. Liên xí bà. Liên xí bà. Làm luyện tập. Zuò liên xí. Hoặc làm luyện tập. Huò zhě zuò liàn xí. Huò zhě zuò liàn xí. Hãy hỏi lại, buổi tối bạn hay làm gì? Wǎn shàng nǐ chǎng zuò shěnme? Ôn tập bài khóa, học trước từ mới. Fù xí kè wěn, yù xí shēng cí. Fù xí kè wěn, yù xí shēng cí. Hoặc làm luyện tập. Huò zhě zuò liàn xí. Huò zhě zuò liàn xí. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói. Tán chuyện, nói chuyện. Từ này có thể chỉ nói chung chung tất cả mọi chuyện. Léo thiên. Léo. Thiên. Thiên. Léo thiên. Léo thiên. Nói chuyện với bố mẹ. Nguyên văn là theo bố mẹ nói chuyện. Cân bà ma léo thiên. Cân bà ma léo thiên. Không hay nói chuyện với bố mẹ. Bù tráng cân bà ma léo thiên. Bù tráng cân bà ma léo thiên.
nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với bạn. 跟朋友聊天. Lên mạng nói chuyện với bạn. 上网跟朋友聊天. 上网跟朋友聊天. Có lúc lên mạng nói chuyện với bạn. 有时候上网跟朋友聊天. 有时候上网跟朋友聊天. Hay hỏi lại, buổi tối bạn hay làm gì? 晚上你常做什么? Ôn tập bài khóa, học trước từ mới. 复习课文，预习生词. 复习课文，预习生词. Hoặc là làm luyện tập. 或者做练习. 或者做练习. Có lúc lên mạng nói chuyện với bạn bè. 有时候上网跟朋友聊天. 有时候上网跟朋友聊天. Bây giờ là cách nói, nhận gửi email. 收发 email. 收 收 发 发 收发 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 email. Hoặc là nhận gửi email. 或者收发 email. 或者收发 email. Buổi tối bạn hay làm gì? 晚上你常做什么? Ôn tập bài khóa, học trước từ mới. 复习课文，预习生词. Hoặc làm luyện tập. 或者做练习. Có lúc lên mạng nói chuyện với bạn bè. 有时候上网跟朋友聊天. 有时候上网跟朋友聊天. Hoặc check mail. Hay hoặc nhận gửi email. 或者收发 email. 或者收发 email. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Màn thầu. Màn thầu. Còn lấy cái khác. Hái ảo bía tờ. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? Hoàn nhân dân tệ hay là mỹ yuan? Biết số điện thoại. Chứ đào điện thoại hào mã. Hai bọn họ là người Hàn Quốc. Tha mần lẻ sư Hàn Quốc rấn. Lớp nào? Nà cửa ban. Một ít thuốc bắc. Yì xie zhong yào. Hai cái đĩa, chỉ đĩa nghe nhạc, đĩa phim. Làng trang quang phán. Uống cốc bia. Khơ bê phí chiểu. Chỉ có em trai.
Chỉ có đệ đệ. Cửa hàng. Shang điện. Bây giờ đi cùng với mình, bây giờ theo mình cùng đi. Hiện tại cùng với tôi đi. Thường hay mượn sách. Tráng chìa su. Có lúc lên mạng tra tài liệu. Yêu sư hô sang hoàng trá dư liệu. Luôn ở ký túc xá đọc sách, luôn đọc sách ở ký túc. Dùng giải sụ sở khản su. Rất yên tĩnh. Khẩn an chỉnh. Buổi tối. Hoàn sảng. Hoặc là làm luyện tập. Hoặc trở dùa liền xí. Nhận gửi email. Sâu pha email. Ôn tập bài khóa học trước từ mới. Phụ xí khờ vấn, ưu xí sân xứ. Nói chuyện với bạn bè. Cân phấn yếu léo thiêr.